một bạn đặt cho tôi một cái câu hỏi tôi nghĩ là cũng khá hay, và trong cái giới chuyên môn luật sư về sở hữu trí tuệ của tôi cũng là một câu hỏi đáng phải suy nghĩ. Đó là bạn ấy thấy rằng là khi bạn đi đâu đó ở một cái phòng trà hay là ở một cái buổi party nào đó thì họ vô tình gặp một cái ca sĩ. Cái cô ca sĩ này bắt chước hoàn toàn 100 cái phong cách của một cô ca sĩ nổi tiếng nào đó, hoặc là một cái anh ca sĩ nào đó. Ngoài ra thì họ cũng có thể thấy rằng là có những một số những cái ca sĩ chưa được tên tuổi nhiều, họ có thể cover lại những cái bài hát của những cái ca sĩ nổi tiếng trong nước hoặc là những cái ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Và sau khi cover lại thì họ cũng nói rõ ở trong đó là cover, và họ cũng thu được rất là nhiều cái lượng like, lượt view, và sau đó họ có thể thu được một cái khoản lợi nhuận nào đó. Thì liệu những cái hành vi đó nếu như mà xin phép thì có bị vi phạm không, hay là không xin phép thì có bị vi phạm hay không? Thì vấn đề này nếu mà nó cũng thực sự là một cái câu chuyện học thuật cần phải nghiên cứu một cách tương đối là sâu xa. Ví dụ tôi đơn cử, khi tôi đi ra ngoài của bạn bè vui chơi hát karaoke, hãy bảo cho tôi hát bài karaoke của ông Bằng Kiều nhé, hay là cho bài hát nào đó nhưng mà lại của anh Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, ví dụ như thế. Chúng tôi có order rất là kỹ thuật, rất là rõ ràng là cái bài hát đó. Thế thì ở đây nó sẽ chia ra làm hai dạng. Thứ nhất là đối với một cái tác phẩm âm nhạc thì chúng ta có cái lời bài hát và cái bản phối nhạc của cái ông tác giả đầu tiên, thì một cô ca sĩ họ có thể mua và họ có thể bắt chước. Nhưng bây giờ, đối với bây giờ thì ngoài cái việc là làm giống cái nguyên bản của nhạc sĩ thì rất nhiều ca sĩ nổi tiếng họ đã thuê chính nhạc sĩ đó hoặc là những cái nhạc sĩ khác, đương nhiên là phải xin phép rồi, họ làm lại một cái bản phối khí khác riêng cho mình, với phong cách riêng của mình, và đạt được rất là nhiều khán giả yêu thích nó. Và có những cái việc là có những người ca sĩ có thể là tạm coi là bất nổi tiếng hơn đi, chúng ta có thể lấy nguyên văn những cái bản phối khí không phải là của cái anh nhạc sĩ đầu tiên, mà lấy bản phối khí của một ca sĩ ABC nổi tiếng nào đó để mà hát lại. Thì đó cũng là một cái vi phạm, đó chính là vi phạm. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là khi cái bản phối khí ra đời, đó chính là một cái tác phẩm phái sinh. Họ tác phẩm phái sinh theo luật, quy định của luật là được bảo hộ. Và những cái người mà vi phạm cái quyền của cái tác phẩm phái sinh đó thì đều phải chịu những cái chế tài của pháp luật cả. Và chúng ta thấy rằng trên thực tế mà nói thì có rất là nhiều các cái tác phẩm phái sinh chủ yếu là bị vi phạm. Ví dụ như này, nếu như một cái tác phẩm âm nhạc nhiều khi chỉ in trên một cái quyển giấy rất là đơn giản, thế nhưng một cái bài hát được thể hiện qua một cái đĩa CD nào đó, hay một cái DVD nào đó, một cái hình ảnh nào đó, hoặc là một cái video clip lan truyền trên mạng nào đó, thì lại được truyền tải và bán lên lớn lên rất nhiều lần. Và cái việc mà chúng ta tiếp cận với các tác phẩm của nó, với tôi, thông thường thì chúng ta, người tiêu dùng không tiếp cận với tư cách là các cái nốt nhạc do re mi fa son, mà chúng ta tiếp cận là thường là những cái bản phối khí của một cái ca sĩ nào đó. Và đương nhiên rồi, trong những trường hợp mà một cái người ca sĩ nào đó bắt chước thì người ta thường hay dùng từ là đạo nhạc. Ta lưu ý là cái việc mà sao chép hay là bắt chước một cái phong cách nào đó của một cái ca sĩ ở đó, về nguyên tắc đó cũng là đang xâm phạm cái tác phẩm phái sinh của họ.